chào các anh chị em thân mến đang ghé xem kênh của Ngọc Anh Miami Beach. Ngọc Anh Miami Beach chia sẻ với các bạn những chuyện, những cách làm giàu tại Mỹ và đời sống tại Mỹ. Hôm nay trời đẹp, Ngọc Anh ra vườn ngắm hoa và sẵn tiện đây chia sẻ với các bạn một trong những cách làm giàu tại Mỹ. Có nhiều anh chị em hỏi Ngọc Anh, nếu tôi làm thợ điện, thợ sửa ống nước, tôi qua Mỹ có được làm giàu hay không? Thì Ngọc Anh, cái câu trả lời đó cũng tùy theo cái tư duy và cái chịu khó làm việc của người đó, mà cũng có khi là có may rủi nếu mà mình làm chuyện thương mại. Nghề sửa ống, nghề sửa điện, sửa thợ ống nước, nghề lợp ngói nhà tại Mỹ lương rất là cao và không cần có tiếng Anh nhiều. Nếu có tay nghề tại Việt Nam rồi sang Mỹ, đầu tiên bạn có thể làm việc tại những công ty sửa chữa điện nước tại Mỹ, có nhiều công ty lắm. Thì bắt đầu là bạn sẽ làm thợ phụ, tại vì mình chưa có bằng cấp. Khi bạn có tiếng Anh thạo rồi thì bạn đi thi lấy bằng cấp cũng không có khó, tại vì bằng cấp không có chữ nhiều, chỉ là biết mình biết cách làm thì mình coi thôi á. Mình có một người bạn làm như vậy, thì anh mới đầu anh làm phụ thợ điện, rồi anh làm thợ điện chính, thì lương của phụ thợ điện khoảng chừng 2.000-2.500 một tháng, thợ điện chính có thể lên tới 4.000-5.000 một tháng tùy theo công ty lớn hay nhỏ. Thì anh làm thạo rồi thì anh được lên chức supervisor sau 3 năm. Lên supervisor thì lương của anh cũng khoảng chừng 5.000-6.000 một tháng. Cái đó là cũng chỉ là đủ ăn thôi, phải không? Bạn nói ủa làm vậy rồi đâu có giàu đâu, phải không? Mình nói giàu là mình nói là có là lương cả 100.000 tháng, có nhiều tiền, có tiền mua nhà này kia mới là giàu, phải không? Thì anh này anh khéo lắm bạn. Anh làm thạo rồi đó, thì cái hãng của ảnh là chuyên môn sửa điện, sửa nước cho những cái cao ốc chung cư lớn. Tức là cao ốc chung cư lớn, họ không có kêu từng người tới để mà bảo trì cái cao ốc của họ. Họ kêu luôn cả một hãng bảo trì hết tất cả điện, nước, những điện ống nước chảy này kia, là họ kêu nguyên một công ty. Thì ảnh thạo chuyên thợ tay rồi, anh biết rồi, thì anh mở công ty của ảnh. Anh mở công ty rồi á, anh mới đi liên lạc những cao ốc để ảnh xin làm hãng ảnh là sẽ là đứng ra bảo trì của cao ốc, là cái đó là nhiều tiền lắm. Thì ảnh mướn thêm nhân viên phụ làm việc cho ảnh, bây giờ là ảnh là giám đốc của công ty 32 nhân viên. Cái là cách làm giàu nó như vậy đó. Mình mới bước đầu học làm thợ rồi biết nghề rồi lấy bằng rồi mình mở công ty mình. Thì mới rồi mở công ty nhỏ nhỏ, bảo trì một chung cư, rồi từ từ hai chung cư, làm việc giỏi, cẩn thận, thì người ta có danh tiếng thì người ta sẽ tới. Mà nó có những cái tờ báo mà của những công ty mà kêu là giám đốc của một công ty đó, nó có những cái tờ báo đó, cái họ đăng báo lên trong mình muốn làm manager của cái đó, hoặc là mình muốn mở công ty để bảo trì điện nước này, thì là đăng báo trong đó. Thì sẽ được có nhiều công việc làm. Những chuyện thợ này kia thường thường là người Mỹ không có thích, họ thích làm bác sĩ, làm kỹ sư, là ngồi văn phòng. Thì nghề thợ điện, thợ lợp mái nhà, Ngọc Ánh nhà cái mái nhà đó gió thổi cái cây nó ngã xuống đó, rồi bị hư một cái mái nhà, đợi 7 tháng mới tới phiên mình. Thợ tới lợp mái nhà. Cái ngày đó gió bão đông quá. Gió bão nhiều quá đó, nhiều căn nhà bị mái sập, rồi cái mấy người thợ đó thì họ lựa những cái nhà nào mà sập nhiều hơn rồi tới họ sửa thì họ được nhiều tiền hơn. Nhà mình chỉ có bay một chút xíu ăn sao thôi. Thì họ tới cái họ trải cái tấm mà tấm cao su xanh đó, màu xanh để mà nước khỏi vô, rồi đó rồi ảnh đi làm cho mấy nhà khác. Nhà mình là 7 tháng rồi mới làm xong, mà còn mấy nhà kế bên chưa nữa.
còn muốn giàu nữa ha, thì năm hai tiểu bang thì coi những cái tiểu bang nào mà có gió bão lúc nào cũng có gió bão sập nhà, bay mấy nhà này kia hay là sập nhà cần người xây dựng á, cái mình tới. Anh nào mà giỏi nữa đó thì năm sáu năm ở Mỹ rồi á, thì có bằng thợ điện, có bằng thợ nước á, có rồi cái lên mình đi thi cái bằng GC là General Contractor. Cái người GC là nó cất nhà được luôn, mà người ta muốn cất nhà, ta kêu người GC tới rồi người GC nó cất, thì nó kêu thợ điện, thợ hồ này kia làm hết, kêu là mình cất nhà. Cái cũng ở Việt Nam cũng làm giống vậy thôi, không mà cái nghề này cũng đâu cần nhiệt tiền đâu. Nếu người ta cần sửa đó, tao đưa tiền trước. Như chị cần cái nhà của chị, nhà cho mướn chị nó bay nó ngói á, tới họ tính bao nhiêu tiền này kia ha, rồi xong cái họ nói bây giờ cái này là tờ 8.000 đô, thì bắt đưa 2.000 đô trước để họ order cái ngói. Tức là cái 8.000 đô là chỉ 2.000 đồng tiền ngói, còn lại là tiền công. Sướng không? Mấy cái nghề đó, cho mình ở đây đó, mà mỗi là ống nước mà hư đó, mà nếu mình không biết sửa đó, mình kêu tới 300 đô. Đấy mà có ở nhà mình á, nhiều tới nỗi bây giờ là ông xã mình á, ông học cách mà thay ống nước, cách ống nước bể thay sao ông học luôn. Chứ mỗi lần mà ống nước hư ông này kia đó mà nó bể hay là nứt nó bể, phải kêu người tới là nhiều tiền lắm. Bạn nào mà có nhà ở Mỹ cũng biết á, điện hư đó không biết điện ở đâu đi kiếm á, thì phải kêu thợ, mà thợ có bằng cấp. Tại vì mình mà làm sửa láng tráng á, mà cháy nhà mình á, mình lấy ổ điện mình làm mà không có đúng á, nó cháy nhà mình á, thì là bảo hiểm á, nó biết là nó coi tới nó dòm, nó coi là tự mình sửa điện, tự mình làm cháy nhà mình á, thì nó không đền. Ống nước thì mình có sửa lại một chút mà nó có chảy nước ra thì mình lau thôi ha. Còn như về điện này kia, điện hay là mái nhà đó là mình phải kêu thợ. Là mấy anh thợ ở đây phần đông là mấy người di dân qua không à. Mỹ thì làm kỹ sư, đứng xây dựng, kiến trúc sư. Còn mà làm mấy ngày mà chân tay vô là toàn thấy là mấy người từ Mexico, mấy người từ Brazil, Argentina là ở Nam Mỹ đó, cũng đi qua di cư để kiếm sống. Thì anh bạn của mình đó, 5 năm thôi từ bên Việt Nam qua đó, là bây giờ trở triệu phú rồi hả. Nhà ảnh mình biết ảnh bao nhiêu tiền không, mà nhà ảnh là cả triệu bạc rồi đó. Con cái anh đi học thành tài, giờ anh làm chủ công ty luôn, công ty xây dựng luôn, anh có bằng GC luôn. Thì đó là làm giàu thì cũng là từ tư duy. Có người thì thích đi làm rồi về nhà nhậu ha, về nhà nghỉ ngơi nghe coi đá banh nhạc, không có muốn tiến triển thêm thì cứ làm thợ hoài. Còn có người thì người ta có tư duy mạnh thì đi làm rồi về nhà là mở sách học thêm tiếng Mỹ, học thêm để thi lấy cái license, rồi sau này thi lên lấy cái bằng GC đó. Bạn thấy không, có nhiều cách làm giàu ở đây lắm ha. Thì đây là một cách, như là thợ điện, thợ ống nước, là cái tương lai của họ là nó sẽ như vậy. Hello, I'm recording using your flowers. Yeah, look at the flowers. I have the flower there. I go this way. Oh, you go now. Okay. Yeah, because the flower is beautiful. À, cái này ông hoàng xóm ông sợ quay dính ông luôn. cái từ hồi mà cái vụ mà resort aroma này kia nổ bùng lên á, rồi giờ người Mỹ đó nó không có tin cậy YouTuber, nó không biết là quay rồi lấy cái video làm gì. Thành ra mới thấy cũng có sẽ cái chuyện nó sẽ khó khăn YouTuber của mình á. Mai mốt mình muốn vô khách sạn mình quay cảnh đẹp này kia cũng khó khăn lắm á. Tại vì họ có quyền, họ không cho mình quay. Khách sạn là nhà của họ, ở bên Mỹ luật Mỹ đó, mình làm khách nhưng mà mình không có được quyền quay phim chụp ảnh nếu họ không chịu. Hôm qua muốn đi quay cái tiệm pizza, là ông chủ pizza là ông quen á, tiệm ông là franchise, tức là ông có chủ lớn nữa. Tôi muốn quay live làm pizza cho các bạn coi đó, mà ông chủ nói trời ơi cô ơi, tôi cũng khó nói quá. Ở trên ban giám đốc, ban quản trị nói là không cho, từ đây không cho người nào vô quay pizza, vô quay phim trong chỗ pizza nữa hết. Cuộc đời nó thay đổi thì mình biết nói làm sao á. Giờ mình nói đại khái là trở lại cái chuyện anh thợ điện mà anh hỏi anh qua bên Mỹ rồi anh có làm giàu không, được hay không,
thứ nhất là từ làm cái tư duy của anh á, anh vô anh làm việc anh học hỏi, rồi cũng là còn phần nữa là cũng là số trời á. Nếu mà anh mở hãng mà Thượng Đế cho anh có đức thì anh cho anh được nhiều nhiều người khách. Cái chuyện khách nhiều khách ít á, làm sao anh biết được? Ngẫu nhiên thấy là hai tiệm ăn mở kế nhau, cũng không phải sát nhau nhưng cũng gần gần nhau, mà cũng mở thêm, cũng ăn món ăn vậy. Mà tiệm này thì sống đến bao nhiêu năm, còn tiệm kia mở hai ba năm là không có khách nữa. Tại sao khách muốn vô chỗ này không vô chỗ kia? Thì không biết, chắc là bên này nấu ngon hay là bên này đãi khách ngon hơn, mình không có biết. Hãng cũng vậy á, mình mở hãng, mới đầu mình mở là nhỏ nhỏ, mà rồi mình đi kiếm khách, tự nhiên rồi khách nó thích thì nó kêu bạn bè, nó kêu chung cư khác đổ tới, rồi có khách. Nhưng Ngọc Anh làm nghề cò đất, anh đâu có biết là tại sao khách tới. Mình làm ăn tử tế, mình đối xử khách tử tế, coi khách như mình, mình không có bán những nhà nào mà để khách phải thiệt hại. Thì họ thích mình, rồi họ tự họ kêu thêm bạn bè rồi của họ đổ tới cho mình. Mình dùng phong số là cũng là trời cho đó. Thành ra nếu mà anh muốn đi Mỹ thì mà anh có nghề thì anh trau dồi nghề cho cứng đi, rồi trong thời gian đợi giấy tờ đó học tiếng Anh. Có người chờ tới 10 năm mới đi qua được tới Mỹ bảo lãnh, mà đi qua không biết nói tiếng Anh, phải học chút chứ, phải không? Mình mua sách về mình học, rồi mình mướn phim mà tiếng Anh phụ đề Việt ngữ đó, để cái mình coi, rồi mình coi theo phụ đề ở dưới, không nói lộn rồi, phụ đề Anh ngữ. Hoàng Ngọc Ánh ở bên Pháp bắt đâu biết tiếng Pháp nhiều, để cũng coi vậy đó, coi mua phim mà người Pháp nói chuyện, mình phụ đề Việt ngữ, rồi sau này mình mua lại là mình coi luôn, là nó tiếng Pháp, mình nó phụ đề tiếng Pháp luôn, để mình vừa nghe người ta nói mình vừa thấy cái chữ luôn, thì từ từ mình học. Nếu mà các anh bạn nào làm nghề gì cũng vậy á, muốn thành công thì trước khi đi Mỹ là phải học tiếng Anh, học cái căn bản, học căn bản rồi qua đây là mau lắm. Giờ mà các bạn không học, qua đây nó cho đi trường ESL cũng đi học, cũng là đi học thôi, mà mình mất thì giờ, mà phải đế xe tới lung tung. Ở Việt Nam mình đi coi trường hay là mình mua cái nó có cái những cái sách thâu âm đó để mình nghe. Còn chuyện bạn đi Mỹ hay không thì cái đó tùy theo ý của bạn á. Giờ nghe nói ở Việt Nam thì cũng vui vẻ lắm, cũng có làm ăn được, chỉ có cái là mình không có trợ cấp, lỡ mình già mà mình đau này kia thì cũng hơi khổ. Còn ở bên Mỹ thì bắt đầu 65 tuổi là chính phủ lo hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nếu mình không có tiền nhiều, bác sĩ bảo thì nó cũng cho mình tiền để mình ăn, cho nó cho nhà, cho ở. Nếu mình già sẽ quá 65 tuổi không nhà cửa, không thu nhập nhiều nữa thì là cái tự mình yên. Còn trẻ thì ở đây ai cũng phải đi làm hết bạn, có người nó còn đi làm hai job luôn, nó đi làm sáng, đi làm nhà hàng xóm mình đó, 5 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều là đi làm cho hãng điện thoại. Tại hãng điện thoại là nó làm 24/54, rồi cái gì về ăn cơm cái 6 giờ đi làm tới 12 giờ đêm, cũng làm cái ship mà để điện thoại á, nó có pre-ship từ chia ra trong 24 thì chia làm 3. Một ship là 8 giờ thì ảnh đi làm 2 ship để ảnh để dành tiền, để mai mốt anh cất nhà to, anh cất nhà to, anh đi dành, mai mốt anh đau ốm thì có tiền để dành. Chỉ người ở Mỹ người trẻ ưa đi làm hai job lắm. Đây là Ngọc Ánh trả lời câu đó cho các anh chị biết là cái chuyện làm thợ điện, là thợ ống nước có thể vào bên Mỹ không? Vào thì là cũng như là ăn thân người, mà đủ ăn là cái là chắc chắn. Thợ điện, thợ nước ở đây đó, nhiều tiền lắm. Kêu tới sửa cái ống nước nghe là 300 đô. Sợ sửa tủ lạnh nữa chứ, con tủ lạnh, máy lạnh, máy air conditioner, rồi mấy anh đó đừng nói kêu mà anh tới là 500-600 đô. Có khi bạc ngàn thì sửa cái máy lạnh mà bự đó. Là nếu anh bỏ ra cả ngày mà ngồi anh sửa là anh bắt trả là 800-900 đô. Mà anh thứ bự. Sửa máy lạnh, mấy anh IT mà biết vi tính, biết sửa máy vi tính, biết quản trị máy vi tính, cái hãng nào hãng luật, phòng văn phòng luật sư, văn phòng bác sĩ, ai cũng cũng phải cần người IT. Tại bây giờ cái gì cũng
cũng phải là vô vi tính, mấy anh bác sĩ đâu có biết là mấy cái đó, thì mấy anh cả là có mấy người IT coi hết, mấy ông bác sĩ chỉ vô bấm 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 để mà coi cái định nhân thôi. Thôi bây giờ anh chào các bạn, lần sau anh sẽ nói thêm những cách nghề để có thể làm giàu đơn giản tại Mỹ nếu mình không có bằng đại học cao. Hey, goodbye.